chào mấy cô. Em đi lên rừng cây xanh mờ núi, em đi lên núi núi ngỡ cuối đầu, em đi bắt những nhịp cầu mới có hồi nào và bao nhiêu tuổi mà ai cũng gọi đó là chợ mới quê tôi. Mến chào các cô chú và anh chị em, hiện tại mình đang đứng tại rừng tràm Trà Sư thuộc địa phận xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Trước đó mình đã có clip nói về những điểm hấp dẫn khi đến tham quan tại rừng tràm Trà Sư. Còn trong clip này mình chỉ đề cập đến chiếc cầu dạng bước xuyên rừng tràm Trà Sư nha các bạn. Mình đang trên đường đi lại chiếc cầu. Sớm giờ mình đã check in các điểm hấp dẫn ở trong rừng tràm Trà Sư như tháp quan sát, mô hình nuôi ong, cầu gỗ tình yêu. Dọc hai bên đường có rất nhiều quán giả khác, thức ăn nhanh, bán quà lưu niệm, rất là nhiều nha các bạn. Nhưng mình không có thời gian quay mấy cái này cho các bạn xem, do cũng hơn 4 giờ chiều rồi. Còn đây là bến tàu, khi đi vào khu rừng, bạn có thể đi bằng xuồng chèo hoặc tắt gán chở bạn đi tham quan. Các bạn muốn đi tàu để ngắm rừng tràm Trà Sư cũng được, còn không thì các bạn đi đợi cầu tre dạng bước, đi bộ nha các bạn. Quầy bán vé xuồng chèo khoảng 50.000 đồng trên một người, nhưng mình không đi xuồng chèo các bạn, mà đi bộ trên cầu tre dạng bước. Giờ này phải chiều rồi nhưng mà còn rất đông du khách đi trên chiếc cầu để tham quan ngắm cảnh rừng tràm Trà Sư. Hành khách đi trên tàu có mà đi bộ cũng có luôn nha các bạn. Nhiều người đi trên cầu và đi vô tham quan thời điểm này cũng rất là đông. Chào mấy cô. Chào. Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sao em phi thường. Em đi lên rừng cây xanh mờ núi, em đi lên núi núi ngỡ cuối đầu, để em đi bắt những nhịp cầu, nói những con đường tàu quán yêu thương. Hay quá, vỗ tay. Tôi chiến trường. Vỗ tay. Rồi, cảm ơn mấy chị. Nhớ lên kênh Trả Mới Cù Lao bấm đăng ký ủng hộ em nha. Và bao nhiêu tuổi mà ai cũng gọi đó là chợ mới quê tôi. Ở nơi đó thì có người con gái cứ mỗi chiều ra bờ sông. Trời ơi, cảm ơn chị ở đâu chị? Chị quê ở đâu bạn? Chị quê Cần Thơ. Tại Cần Thơ thuộc quà cho mới ra gần như đó ha. Cảm ơn mấy chị, bye bye. Rồi, chào hai người đẹp. Hello, chào anh. Có là mai em luôn ha. Đây là những bông hoa tràm. Bông tràm màu trắng với hương thơm rất là ngào ngạt. Từ sớm giờ mình đi không thấy một con chim, con cò nào hết các bạn ơi. Toàn là cây tràm và bèo không. Theo kinh nghiệm của nhiều người á, thì cái thời điểm mà từ tháng 9 đến tháng 11 á, đi rất là lý tưởng các bạn. Điểm đó là rất là cảnh rất là đẹp, có chim có cò. Chứ bây giờ lúc này mình đi từ sớm giờ không thấy con nào hết, rất là tiếc. Các bạn đến với An Giang, đặc biệt là tham quan khu rừng Trà Sư thì không thể bỏ qua cầu tre dạng bước này nha các bạn. Đây là cây cầu độc nhất vô nhị ở miền Tây chúng ta và được xác nhận kỷ lục là cây cầu tre dài nhất Việt Nam vào ngày 15 tháng 1 năm 2020. Chúng ta đi trên chiếc cầu tre dạng bước này xuyên rừng sẽ giúp chúng ta khám phá trọn vẹn khu rừng Trà Sư nha các bạn.
Cây cầu tre Văn Bước này có thể là điểm nhấn của rừng tràm Trà Sư, có tổng chiều dài là trên 10 km, kinh phí hơn 10 tỷ đồng và được sử dụng trên 500.000 cây tre các loại nha các bạn. Phía trước cây cầu có cái bảng gì đây, rồi xong toan rồi các bạn ơi, cầu tre đang bảo trì. Như thế chúng ta chỉ đi tới đoạn đường này là xong, chúng ta không thể đi tiếp tục được nữa, vậy là cuộc hành trình chúng ta chỉ tới đây thôi. Hôm nay không được may mắn để đi hết chiếc cầu tre Văn Bước. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong một thời gian gần nhất. Mình sẽ quay trở lại để quay cây cầu tre Văn Bước này từ điểm đầu tới đến điểm cuối để cho các bạn cùng xem. Còn bây giờ mình sẽ quay trở vô. Giờ này cũng chiều hơn 4 giờ mấy, gần 5 giờ. Giờ này mà khách vẫn còn vào rừng tham quan. Trên đây mình vừa quay cho các bạn xem cầu tre Văn Bước, nhưng rất tiếc là mình chỉ quay được một đoạn thôi do cầu bảo trì. Thì mình cũng kết thúc clip tại đây. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hãy nhớ like, chia sẻ. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào, tạm biệt các bạn.